Good morning Utah, xin chào cả nhà Đây là một cái cảnh video quay thẳng lên mặt trời Đang thử Tại vì hồi nãy dán cái kiến đen trước cái camera của iPad Để lát khoảng 11 giờ 35 30 gì đó Có eclipse nhật thực toàn phần Hôm nay là 21 tháng 8, 2017 Hiện tại bây giờ là 10 giờ 25 phút sáng thứ hai. Ok. Wow. Nếu mà không có dán kiến đen protect cái camera đó bảo đảm hư liền. Quá là chối luôn. Cái này là chối trang Rồi, xin chào Hẹn gặp lại 11 giờ 30 ga Eclipse Nhật thực toàn phần năm 2017. Bye, see you later.